Em muốn là mình phải chấm dứt tất cả trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, anh hiểu không? Anh xin lỗi em, anh không làm được. Anh à, anh phải hiểu là... Hiểu sao hả? Em nhìn kìa. Mấy người... Châu. Châu à, mày nghe tao giải thích đi. Chuyện không phải như mày thấy đâu. Mày có còn là con người nữa không hả Khanh? Tại sao mày dám tình tứ với chồng sắp cưới của tao hả? Không phải như vậy đâu. Mày... Anh Hoàng, anh vừa làm cái trò bỉ ổi gì vậy hả? Anh xin lỗi em, anh không biết nói gì nữa đây. Nhưng mà đúng như là em thấy đó, anh cũng không giấu gì nữa, anh rất là yêu Khanh. Châu ơi, mày có sao không? Mày nghe tao nói đi Châu. Anh nói gì? Anh nói rằng là anh rất là yêu Khanh và anh không xứng đáng làm chồng của em nữa. Châu à, tao xin lỗi mày, mọi việc không phải như mày nghĩ đâu, mày phải nghe tao nói. Hai người. Châu ơi. Châu. Trời ơi. Khanh à, em đừng quá sợ hãi. Lúc này phóng lao thì phải đành theo lao thôi. Thưa giám đốc, anh giữ bác sĩ Châu có chuyện. Chuyện gì? Mọi người thấy bác sĩ Châu chạy từ phòng của bác sĩ Khanh ra, ôm mặt khóc và trở về phòng khóa trái cửa lại. Châu ơi, Châu, ba này con. Châu ơi, con mở cửa cho ba. À, đi đi. Dạ. Châu ơi, chỉ còn mình ba thôi, con mở cửa cho ba đi. Châu. Châu ơi, mở cửa đi con. Có chuyện gì vậy ba? Đáng lẽ câu hỏi này ba hỏi con mới đúng chứ. Má con sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Có gì đâu ba, tại con mới đọc một câu chuyện cảm động quá nên khóc thôi. Đừng có trả lời ngây ngô tới như vậy. Con đã có mâu thuẫn gì với bác sĩ Khanh đúng không? Dạ, con với nó có một chút hiểu lầm nhỏ cho nên tranh cãi vậy thôi. Hiểu lầm nhỏ mà khiến cho con khóc vậy à? Trước giờ con đâu phải là người như vậy đâu. Ba đừng tra vấn con có được không? Con muốn nghỉ ngơi. Thank you.
Alo. À, vô phòng tôi gấp. Gọi tôi có việc gì à? Văn phòng của bác sĩ Khanh có camera bí mật của mình không? Dạ có, thưa giám đốc. Hãy lấy cho tôi thiết bị ghi hình ngày hôm nay của bác sĩ Khanh. Dạ, tôi hiểu. Ly ơi, dậy ăn sáng đi con, về làm buổi sáng cho con rồi nè. Ly. Ly ơi. Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Ai cho phép bà tùy tiện như phòng tôi, muốn làm gì thì làm vậy? Bà là chủ nhà hả? Dì xin lỗi, dì chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Con không thể giam mình trong phòng, không ăn không uống như vậy hoài được. Tôi làm cái gì thì mặc kệ tôi. Sao bà nhiều chuyện quá vậy? Dì có xào mì cho con rồi nè, con ăn một miếng cho nóng đi nghe. Tôi không có cần, bà xéo đi cho tôi nhờ. Đi đi. Mẹ ơi, tay mẹ chảy máu rồi nè. Mẹ lỡ làm rớt, không có sao đâu con. Mẹ đừng có gạt con thấy hết rồi. Chị thật là quá đáng. Mẹ em có thiền chi với chị mà sao chị lại đối xử tàn nhẫn như vậy hả? Mày là ai dám lớn tiếng với tao hả? Đừng có ỷ bà Khanh bà Bình rồi lên mặt với tao nha. Mẹ con mày á chỉ là cái thứ ăn nhờ ở đậu thôi. Chị không phải là quá đáng mà là quá quắt. Trang, thôi đi xuống đi con, đi xuống đi. Bác sẽ gọi con. Đê tiện, con đang làm cái trò bẩn thỉu gì vậy hả? Con xin lỗi bác vì đã để cho cháu chứng kiến, nhưng mà con không hối hận về hành động của mình. Con nói cái gì? Con nói lại nghe coi. Con biết bây giờ bác đang rất phẫn nộ, nhưng mà con phải nói sự thật là con không còn yêu cháu nữa. Hả? Nên cũng chẳng cần phải tiến hành đám cưới làm gì nữa. Cháu đồ khốn nạn, còn là bác sĩ mà chẳng hơn gì thứ cặn bã vô lại. Đánh cậu chỉ thêm bẩn tay thôi. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu là một tên chẳng ra gì. Phải, vì con là một đứa chẳng ra gì nên con không xứng đáng với tình yêu của cháu nữa. Con không muốn phỉnh phờ bác cũng như là lừa dối cháu. Thà kết thúc ngay từ đây khi ván chưa đóng thuyền. Mày! Giả lại, con không thoải mái vì đối diện sự ngờ vực của bác. Con đã mang tâm trạng này quá lâu rồi và dường như không chịu nổi nữa. Dấu chấm hết ngày hôm nay cũng giúp con và bác giải tỏa hết tất cả những khó chịu về nhau. Đồ giống ơn bội nghĩa. Ai đã cho cậu cơ hội để trở thành như ngày hôm nay? Chuyện đổ dở của con và cháu không ảnh hưởng gì tới công việc. Con sẽ ở lại đây làm việc để trả nợ cho bác, trừ khi bác muốn tống cổ con đi cho khuất mắt. Mày đúng là đồ trơ tráo. Xin phép bác, con có ca mổ. Khanh, Khanh. Con sao vậy?
Dạ con không sao hết. Con mệt quá, con lên phòng nghỉ. Ủa Tùng nè, dạ. Sao con không kêu vợ con xuống ăn cơm? Dạ, tại vợ con bị sốt, đang nằm trên phòng á ba. Ừ, vậy hả? Con đã cho vợ con uống thuốc chưa? Vì quên vợ con là bác sĩ sao? Mấy cái bệnh giặc đó thì nhầm dò gì? Nè, bỏ đũa xuống coi. Cái tay bà sao vậy? À, dạ, em lỡ sơ ý làm bể tô, nên bị miệng nó đâm trúng. Không có sao đâu anh. Rồi có đau không? Không. Được sao làm gì làm phải cẩn thận nha ha. Dạ. Thôi con, cái thứ gì đó thì con cũng chẳng cần làm gì nữa con à. Hãy quên nó đi, rồi đi kiếm một người bạn trai khác xứng đáng hơn. Không dễ như vậy đâu ba. Con với ảnh gắn bó với nhau 14 năm rồi, đâu thể dễ dàng chia tay như vậy được. 14 năm mà con còn chưa hiểu hết lòng dạ của nó thì con nên tự trách mình trước đi. Con xin ba đừng trách cứ con nữa. Đầu óc con đã muốn nổ tung rồi đây nè. Còn có khanh nữa. Đúng là cầm dao đâm sau lưng bạn mà. Ngay ngày mai ba sẽ đuổi việc nó. Ba đừng làm vậy. Để con tác động nó. Nàng nỉ anh Hoàng quay trở lại với con. Con điên rồi hả? Con mụ mẫm hết cả đầu rồi sao? Mình còn chưa trừng trị nó mà con lại đi xuống nước quỳ lụy nó là làm sao? Lòng tự trọng của con để đâu hả Châu? Con không thể mất anh Hoàng được. Nếu không con sẽ chết mà. Con gái, em ơi, em bớt sốt rồi, có định đi làm không? Em còn mệt lắm, chắc em xin nghỉ hôm nay á. Thôi được rồi, vậy em cứ nằm nghỉ đi. Muốn ăn gì không? Trưa anh về anh mua cho. Siro, lại đây với mẹ. Dạ. Thôi anh đi làm nha. Mẹ có sao không? Siro ngoan nha, ba dạ. Đi ha. Dạ. Dạ chú tìm ai à? À tôi, đây có phải là nhà của bác sĩ Khanh không? À, dạ đúng rồi. À, Khanh là vợ của con. Bác sĩ Khanh là vợ của cậu à? Dạ. À, mà con mời chú vô nhà. Dạ chào anh. Anh Tiến phải không? Đúng là anh Tiến rồi. Trời ơi lâu quá trời. Tôi là Trọng nè, tôi Trọng nè. Anh Trọng. Mời anh ngồi. Em ơi, có anh Tiến tới nè em ơi. Dạ. Lâu lắm rồi không gặp. Anh khỏe không? Ủa, mà sao anh biết nhà tôi mà anh tới thăm tôi vậy? Dạ tôi muốn gặp bác sĩ Khanh. À, dạ. Dạ được. Khanh ơi. Khanh à. Dạ.
Con bác Tiến muốn gặp con nè. Dạ. Dạ, giám đốc. Bác sĩ Khanh, trước giờ tôi luôn quý cô như con cháu trong nhà, mà tôi không ngờ cô lại hành xử với tôi và bạn cô là con cháu như vậy. Dạ, bác ơi. Bác ơi, không phải như vậy đâu. Ở đây có sự hiểu lầm rồi đó. Hiểu lầm cái gì? Chính mắt tôi đã xem đoạn băng ghi hình cô quan hệ bất chính với bác sĩ Hoàng. Chú nói ai quan hệ bất chính? Anh Tiến, anh nói cái gì thật sự tôi không hiểu. Anh hỏi con gái anh đi. Tôi thật là không ngờ con gái của anh lại đi cướp chồng sắp cưới của con gái tôi. Anh đừng có dùng từ ngữ nặng nề như vậy chứ. Có sự hiểu lầm gì không anh? Anh Tiến à, tôi không ngờ cô lại ghê gớm tới như vậy. Cô biết rằng con Châu nó sắp lấy thằng Hoàng, mà tại sao cô lại nhào vô việc chồng của nó là làm sao? Dạ không phải như vậy đâu bác ơi. Mọi chuyện không như bác tưởng tượng đâu. Còn với anh Hoàng, tụi con không có gì hết á. Không hề yêu đương, không có gì hết á. Bác tin tụi con đi. Không yêu đương, không đắm đuối thì cái gì đây? Cô biết cái gì đây không? Sự thật nằm ở đây nè. Chào. Chuyện này là sao vậy Khanh? Cô làm cái quái gì hả Khanh? Anh à, anh nghe em giải thích đi. Anh bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Không phải như vậy đâu anh ơi. Cô quá đáng luôn. Anh Tùng, con bình tĩnh lại đi con. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Bình tĩnh đi con. Bình tĩnh đi con. Đừng khóc nữa. Anh đừng có hất hủi em có được không? Anh Hoàng, em sẵn sàng bỏ qua tất cả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần mình làm đám cưới là được. Châu à, anh có lỗi với em nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không thể kết hôn với nhau được em à. Em thừa biết nếu chúng ta miễn cưỡng lấy nhau thì chẳng khác nào đọ đà nhau thêm hả em? Sao lại miễn cưỡng được chứ? Chuyện vừa qua giữa anh với con Khanh chẳng qua chỉ là một phút yếu lòng thôi, đúng không? Anh vẫn còn yêu em tha thiết mà. Anh xin lỗi. Anh có thể nhẫn tâm với em như vậy sao? Anh muốn giết em hả anh Hoàng? Anh xin lỗi. Anh không thể cưỡng trái tim khát khao của mình được em à. Anh sai rồi. Là khao khát em chứ không phải con Khanh. Anh không thể tự lừa dối mình giống như em được. Anh xin lỗi. Sao mà anh lại ra nông nổi vậy chứ? Những năm ở bên Mỹ anh cứ như vậy đâu. Tại sao con Khanh lại biến anh thành một kẻ mất hết lý trí như vậy chứ? Chính nhờ lý trí nên từ khi gặp Khanh, anh mới biết tình yêu anh dành cho em càng ngày càng phai nhạt. Và đến bây giờ thì không thể nào cứu vãn được em à. Châu, anh xin lỗi em. Anh biết mình là một kẻ không ra gì hết, nhưng thà rằng mình chấm dứt sớm thì anh đỡ dần dặt hơn. Trái tim khô khan vì những yêu thương dối gian, thế tha nồng nàn hạnh phúc như mưa vỡ tan. Vắng nhau một ngày đắng cay đọa đày, đổi thay làm xác thân ta bốc cháy. Đợi chờ tình nữa không như là thơ, phút giây dài khờ rồi cũng tan theo giấc mơ. Mất nhau thương rồi đắng cay vời vợi, tiếc thương là bóng đá.
chính là niềm hạnh phúc. Dĩ vãng đau thương sẽ chôn vào ký ức. Hãy sống cho nhau để những gì yêu dấu mãi luôn dài lâu. Bằng cả con tim với tâm lòng tha thứ, nhìn tới tương lai mãi chôn vùi quá khứ. Hãy đến bên nhau giúp xoa dịu niềm đau để tâm hồn bớt nỗi nước đi. Em tới đây là để gặp anh lần cuối cùng. Em nói gì vậy? Sáng nay em đã gửi đơn xin nghỉ việc. Những người trong bệnh viện vẫn chưa biết chuyện tai tiếng của mình đâu, cho nên anh đừng lo lắng. Anh hãy tiếp tục với Châu như chưa có chuyện gì xảy ra. Không, anh và Châu đã chấm dứt hoàn toàn rồi mà. Đêm qua Châu đã gọi điện cho em. Châu đã nói gì với em? Em thấy tình yêu Châu dành cho anh vẫn còn sâu đậm, và em hiểu điều đó. Khanh à, nhưng mà tình yêu của chúng ta cũng sâu đậm như vậy mà em. Không, chúng ta chỉ mới bắt đầu, cho nên sẽ rất dễ dàng kết thúc. Em không thể lún sâu vào chuyện này hơn nữa. Tất cả phải dừng lại, phải kết thúc. Anh không còn lựa chọn nữa. Em bị dao động bởi sự cầu khẩn của Châu rồi phải không? Không, em bị cắn rứt bởi chính lương tâm của mình. Em không thể tiếp tục mối tình tội lỗi với anh được nữa. Em đã gây ra quá nhiều tổn thương cho người thân của mình rồi. Vậy em tới đây để nói lời chia tay với anh, khi một thứ chỉ mới bắt đầu thôi sao? Phải, chúng ta hãy chấm dứt ở đây. Thật lòng, em không còn mặt mũi nào để đối diện với Châu, với chồng con em nữa. Em sẽ đi xa một thời gian. Anh đừng tốn công tìm em vô ích. Em về đây. Khanh à, em à, chúng ta không thể chia tay trong nghiệt ngã như vậy được. Anh yêu em nhiều lắm Khanh ơi. Anh không bao giờ muốn mất em. Anh không thể chấp nhận được chuyện này em mà. Anh đừng như vậy nữa. Mình không dành cho nhau đâu. Khanh à, nếu vậy thì em hãy dành cho anh một đặc ân nghe em. Mình hãy dành cho nhau vài ngày trước khi chúng ta vĩnh viễn chia tay, được không em? Anh, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy nguôi ngoai em mà. Em không thể. Khanh à, anh khát khao được tận hưởng hương vị cuối cùng của tình yêu. Trước khi chúng ta vĩnh biệt cũng không được sao em? Khanh à, anh có thể bỏ được tất cả để đến với em, thì ngay khi anh đã mất tất cả, lẽ nào anh không được món quà an ủi hay sao em?
Nếu vậy anh phải thề với em. Chuyện gì em? Là sau chuyến đi này mình sẽ không còn dính dáng gì với nhau dù bất cứ hình thức nào. Được chứ? Được, anh hứa mà. Và thêm nữa, anh phải trở về với Châu và tiến hành đám cưới như dự định ban đầu. Được không? Anh... Nếu như anh không đảm bảo điều đó, em sẽ không đi với anh đâu. Được rồi, anh hứa với em. Em chào anh. Chào cô. Dạ, anh muốn lựa kiểu gì vậy? Tôi muốn lựa một sợi dây chuyền thật sang trọng và tinh tế. À, anh muốn tặng cho vợ hay bạn gái à? Bạn gái tôi. Dạ. Anh thấy sợi dây chuyền này được không? Chắc chắn với anh luôn đó, sợi dây chuyền này chỉ có bán ở cửa hàng của em mà thôi. Bảo đảm bạn gái của anh sẽ thích mà. Hy vọng là như vậy. À, cô cho vô hộp giùm tôi. Dạ. Siro ở nhà nhớ ngoan dạ. Nha con. Tối mẹ có cùng ba qua đón con không? Có chứ. Anh, chở con đi cẩn thận nha. Đi con. Ba mẹ. Ừ, bye con. Alo, dạ, tôi là bác sĩ Mai Khanh, khoa sản. Tôi có việc đột xuất, xin nghỉ phép vài ngày. Tôi sẽ gửi đơn nghỉ phép sau nha. Dạ, dạ rồi, cảm ơn. Con đi đâu vậy? Dạ, con mệt mỏi quá ba à. Con muốn tìm tới chỗ nào thật yên tĩnh để bình tâm soi xét lại tất cả mọi chuyện đã qua. Con tính đi bao lâu? Chỉ vài ngày thôi. Con đã nói cho chồng con biết chưa? Con thấy không tiện. Con đã viết giấy để lại trong phòng rồi. Chắc anh sẽ hiểu thôi. Ba biết. Ba biết là con đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Cũng giống như ba trước kia vậy. Ba không có đủ tư cách gì để khuyên răn con. Nhưng ba mong con hãy suy xét cho kỹ lưỡng hoàn cảnh của con bây giờ. Vậy cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, con hiểu. Con biết mình phải làm gì mà. Anh Hoàng, anh đi đâu vậy? Anh đi đến một nơi xa, cho lòng khuây khỏa. Cho em đi với. Không được đâu em. Anh cần một mình để suy nghĩ về tất cả. Không phải anh đi với Khanh chứ? Em nghe Khanh nói, nó đã dứt khoát với anh rồi. Vậy là anh sẽ quyết định quay trở lại với em đúng không? Ừ. Anh yên tâm đi, em sẽ có cách nói với ba cho tụi mình được cưới nhau. Chuyện đó mình để từ từ tính sau nghe em. Anh nói thiệt hả? Ừ. Vậy anh hãy ôm em trước khi đi đi.
em đi. Tới nhà. Siro. Dạ. Nghe ba dặn nè. Dạ. Tuyệt đối không được nói gì về mẹ hết. Dạ. Nhớ. Con nhớ rồi. Rồi. Tôi đảm bảo với cô đó nha. Cô mà mua lô đất của tôi hả là cô lời khẩm đó. Mai mốt á, giải phóng đường quốc lộ á, thì lô đất của tôi thành mặt tiền ngon ơ à. Phải không? À. Hỏi vô duyên. À bà nội. Bà nội. Ừ, bà. Bộ điếc hàng sao làm gì la lớn vậy? Làm gì giờ mặt mày mắt căng thẳng gì vậy? Thì đó, mới gặp bà mua đất, hỏi tới hỏi lui chơi ổng chơi eo, cuối cùng không mua. Xui gì đâu á. Xui gì? Con thấy hôm trước má rước ông thầy nào về đây ém bùa rồi, con xui gì? Nhà mình á, chắc có cái âm hồn âm binh nào nặng đô lắm á. Nên hả, cứ đuổi riết mà cứ bám hoài vậy á. Chắc phải tìm cái ông thầy nào cao tay hơn mới được. Ơ trời trời trời, quên Siro. Nè, bà cho con nè. Bà nội. Ừ. Mà sao bữa nay mà con bí xị vậy? Nè, có đau chỗ nào không? Qua đây má coi. Trời ơi, má ơi, con lớn rồi, con đâu có còn con nít nữa đâu. Chứ sao mặt mày mày ủ rũ vậy? Ờ, đâu có gì đâu. À, con quên nói với má một chuyện quan trọng. Sao? Con Khanh nó đồng ý dọn về đây sống hả? Không phải. Ba vợ của con á, trở về sau 10 năm lưu lạc rồi. Mà còn dắt thêm một bà vợ sau với một đứa con gái riêng nữa. Vậy hả? Vậy mà tao có tới ống ngụm rồi chứ. Trời ơi, ăn nói gì kỳ vậy má. Chứ tao hỏi mày nè, có ai đợi á mà còn sống mấy chục năm mà bật vô âm tính mà đùng đùng trở về là làm sao? Hồi đó má có nói con Khanh lên cái chương trình gì mà như chưa hề có cuộc chia ly á, để tìm ổng mà con Khanh nó chịu đâu. Thì vợ con ngại mọi người biết nên xấu hổ. Nhưng mà vợ con vẫn âm thầm dò la tin tức đó chứ. Ờ má, má coi sắp xếp thời gian hôm nào qua thăm ba vợ con cái. Dù sao cũng là xui gia mà má. Biết rồi. Ê chà, ghé là phải mua quà cáp gì nữa đây. Ly à. Ly ơi, dì đem bữa trưa lên cho con nè. Ly ơi, dì đem bữa trưa lên cho con nè. Con ăn đi cho khỏe. Sao bà lì quá vậy? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bà không nghe hả? Có muốn tôi đập bể như lần trước không? Nếu điều đó giải tỏa được ức chế trong lòng con thì con cứ làm. Không sao đâu, dì chịu được mà. Dì cứ lo là nếu con cứ như vậy hoài thì sẽ suy kiệt sức khỏe của con mất. Thì sao? Mắc mớ gì đến bà? Bà đâu phải là má tôi. Đừng có ở đó mà đạo đức giả, ra vẻ nhân từ. Nếu bà tốt như vậy thì đã không thâm hiểm đi giật chồng người khác đến nỗi mà má tôi phải chết tức tử như vậy. Chuyện gì vậy em? Dạ cũng không có gì đâu anh. Anh đừng lo. Chị ba. Hết mẹ diễn tới con diễn. Ôi trời ơi. Trời. Trời. Chị Ly bị gì mà mặt mày đóng vậy? Em không có biết gì đâu. Tự nhiên chị nổi khùng với em mà. Ủa, Siro đâu rồi anh? Siro hả? Anh gửi nó qua nội rồi. Bây giờ ở nhà có ba mẹ và em rồi. Anh cứ để Siro ở nhà đi, gửi nó qua nhà nội, mất công. Biết rằng là vậy, nhưng mà phải gửi nó qua bển. Nếu không á, không có yên với má anh đâu. Thôi được rồi. Thôi, anh vô phòng lấy đồ đi làm. Ừ.
đang ôn bài thi đó hả con? Dạ. Con mệt lắm không con? Dạ cũng không mệt lắm đâu ba. Ừ, dạ. Cố gắng nha, bà rất tin tưởng ở con đó. Ừ, ba yên tâm. Ừ. Bà, con cố gắng thi đậu. Bà ơi, gì vậy? Vợ con đi tu à? À không, không, nó đi chơi à? Sao kỳ vậy? Sao vợ con dám làm vậy? Không nói con tiếng nào hết á. Mới đi hú hí với thằng kia chưa đã sao? Giờ còn đi nữa. Không phải đâu con. Khanh nó nói với ba, nó cần tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, để nhìn lại tất cả cho thấu đáo sau chuyện vừa rồi. À, té ra bà biết. Vậy là ba thông đồng với vợ con đúng không? Sao con nói gì kỳ vậy? Con xin lỗi. Tại chuyện vừa rồi con chưa giải quyết xong, giờ lại thêm chuyện này nữa. Ba thấy không? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nè. Dì nghĩ là Khanh nó chỉ đi một mình thôi con à. Em cũng nghĩ vậy đó anh hai. Chị hai là người biết suy nghĩ mà. Thì anh cầu cho là vậy đi. Hôm nay biển động mạnh quá, giống như tâm trạng của anh với em vậy. Em không biết đi với anh như vậy là đúng hay sai nữa. Nếu chồng em hay Châu biết được, khác nào châm dầu vô lửa. Thì mọi thứ đang cháy phần phật, mình thêm tí dầu nữa cũng đâu có gì đâu. Em ước gì chuyện này chỉ là một cơn ác mộng thôi. Anh thì mong nó giống như một giấc mơ không bao giờ kết thúc. Anh có thể ôm em được không? Nếu đây là lần cuối cùng anh có thể ôm trọn em trong vòng tay, thì anh sẽ cố thật lâu để không thể buông em ra được. Hãy cho anh được tặng em sợi dây chuyền này như một kỷ vật thiêng liêng được không? Đẹp đó chứ. Sao anh không tặng em nhẫn mà là dây chuyền? Nếu là nhẫn cưới thì anh sẽ tặng em, còn nếu không nó chỉ làm cho anh trai đứt thêm mà thôi. Em sẽ mang nó chứ. Những thứ đã trôi qua thì không thể trở lại, nhưng khoảnh khắc này đối với anh là vĩnh viễn. Nó sẽ không bị nhẫn chìm mà theo dòng thời gian. Em sẽ nhớ đến anh như một hoài niệm đẹp và dở dang. Anh không biết lấy ai để mà lấp đầy hình bóng của em đây. Có lẽ sao không được, nó rất khó em ạ. Không gặp nhau nữa anh sẽ dễ dàng quên em hơn. Em nghĩ đơn giản như vậy hả? Nếu không thì sao? Đừng làm em và anh cảm thấy khó xử. Một khi cuốn sách đã đóng lại rồi thì đừng mở ra làm gì nữa. Có Châu, anh có thể làm lại tất cả. Còn em thì sẽ rất khó khăn để bắt đầu lại từ đầu ở một bệnh viện khác. Nếu không có em thì mọi thứ sẽ trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa mà. Em không đáng nên đánh mất tất cả như vậy đâu. Đáng chứ em. Chính nhờ có em anh mới biết là mình không thể sống nhỏ nhoi và tầm thường được. Giá trị cuộc sống không phải sống bao lâu mà là sống như thế nào. Nhưng lúc này, khi được ở bên em thì anh mới được sống bằng chất thật của mình em à. Nhưng rất tiếc, nó chỉ là những giây phút ngắn ngủi, lóe lên rồi lại tắt hẳn đi em à. Thà nó đừng đến còn hơn. Thà
đã biết bản chất của nó là như vậy, mà con cứ khăng khăng đòi lấy nó cho được, vậy làm sao? Con mù quáng quá rồi đó Châu à. Đó không phải là bản chất của ảnh. Con người ai cũng phải có lúc sai lầm. Ba cũng từng như vậy với mẹ trước đây mà. Con dám ăn nói với ba như vậy hả? Con xin lỗi ba, nhưng con cần có sự ủng hộ của ba trong lúc này, bởi nếu không con sẽ gục ngã. Nhưng thằng đó bây giờ nó có muốn làm đám cưới với con nữa đâu chứ. Không, anh sẽ giận lấy con. Con chắc không? Dạ chắc. Con mạnh miệng như vậy, nhưng ba biết chắc là trong lòng của con vẫn còn hoang mang và lo lắng, đúng không? Thì hạnh phúc nào mà chẳng có những trái ngang trắc trở. Cái chính là ba nhìn nó bằng thái độ nào mà thôi. Con đi ra đi, ba sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi ba quyết định. Quyết định của ba mang tính sống còn của con đó. Ly nó đi đâu từ trưa tới giờ mà em vẫn chưa thấy nó về nữa. Hồi nãy anh có gọi điện thoại cho nó, nhưng mà máy của nó khóa rồi. Hay là có chuyện gì không ba? Thường chị Ly đâu có khóa máy đâu. À hay là lát nữa con lấy xe chở ba đi vòng vòng kiếm thử coi sao. Ừ, cũng được. Dạ. Ba. Thằng Siro nó bị gì vậy con? Dạ, nó bị sốt cao lắm. Trời ơi. Hình như nó bị cảm lạnh gì á. Sao vậy? Chết. Để em vô lấy thuốc cảm cho cháu uống nha. Không được, con nít mà lấy uống thuốc liều của người lớn sao được. Hồi nãy má con có cào gió cho nó. Trời ơi, nó con nít mà cào gió gì anh hai. Thôi giờ chạy đi, để ba chạy ra nhà thuốc rồi ba mua cho nó mấy liều thuốc để nó uống đỡ. Nếu mà ngày hôm nay nó không có đỡ thì ngày mai phải đưa nó vô bệnh viện liền nha. Dạ dạ. Ờ mà quên nữa, một lát nữa chị Ly con về, con nói chị Ly ở nhà chờ ba, ba có chuyện muốn nói với chị Ly nghe. Dạ. Uống đi anh, uống đi. Nữa em. Hết nha. Vô đây không hát, muốn quà cho em. Biết vậy, đi khách sạn mẹ luôn cho rồi em. Thì anh uống đi, chút xíu nữa rồi đi. Uống đi. Em nói đó nha cưng. Uống nữa đi anh, uống hết chai này đi rồi mình đi. Nữa em. Tiếp đi em. Tới nhà rồi, em nằm xuống nghỉ mệt nha. Đêm nay mình sẽ làm của nhau nha. Em không nhớ hả? Anh đã từng hứa anh sẽ dâng trọn cuộc đời trai này cho em. Anh là chồng của em thì anh phải có trách nhiệm với em chứ. Anh thấy nó hả? Anh đừng có
anh uống rồi. Chút nữa em cho anh nguyên con nha em. Lẹ đi em, lẹ đi. Đánh chết chuyện thằng bất dạy như mày. Bất dạy, bất dạy. Trời ơi, chết. Tại sao mày lại đi dụ gái như vậy hả? Khốn nạn. Những thằng như mày đều là đồ khốn nạn. Ok, dừng lại. Trời, thuốc không có tác dụng gì hết. Càng ngày sốt nó càng cao. Bây giờ phải đưa nó vô bệnh viện thôi. Không thể chậm trễ được đâu con à. Trời ơi, con bệnh mà mẹ bỏ đi không biết mặt mũi tăm hơi đâu hết. Thật là hết biết mà. Alo, dạ tôi nghe. Alo, đây. Alo, cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Ly không? Dạ đúng là nhà cô Ly rồi à. Xin hỏi cô Ly là gì của ông? Dạ Ly nó là con gái của tôi. Hiện cô Ly đang bị tạm giữ ở đồn công an vì tội đánh người. Dạ, anh nói cái gì? Con Ly con gái tôi nó đánh người ta, đang bị tạm giam ở đồn công an. Dạ được được được, tôi tới liền. Dạ. Gì vậy ba? Con Ly nó đánh người ta, đang bị tạm giam ở đồn công an đó con. Bây giờ vậy, ba chỉ về vô đồn công an bảo lãnh nó. Còn con với bé Trang đưa Siro vô bệnh viện liền đi nghe. Chỉ một cú đấm, con gái ông có thể làm nạn nhân gãy hai cái răng. Tôi không hiểu sức mạnh ở đâu con gái ông có thể làm được điều ấy. Con nhỏ này có bị khùng không vậy? Ông nói ai bị khùng hả? Ly, Ly, tôi ngồi xuống. Vô đây còn muốn mình động nữa hả? Xin anh thông cảm, con gái tôi nó đang có chuyện buồn, cho nên không ít thì nhiều tâm lý nó đang bị ức chế. Tôi không còn biết. Ông phải bồi thường hai cái răng gãy lại cho tôi, không là tôi làm đơn thua. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói? Chắc là anh cũng phải làm gì nó thì nó mới tự dễ chứ. Tôi không có làm gì cổ hết trơn á. Cổ gạ gẫm tôi vô quán karaoke, xong cái nổi cơ tan bành lên, biến tôi thành bao cát, đánh tôi vậy nè. Nhưng cô Ly lại khai khác. Cổ nói anh có ý đồ xấu nên cô ấy mới làm như vậy để tôi dậy. Không, tôi xin thề là tôi trong sạch mà. Bây giờ hai bên tự thương lượng với nhau, nếu không được tụi tôi sẽ giám định hiện trường và khởi tố vụ án. Tôi không cần khởi tố chỉ cho rắc rối. Bồi thường tiền cho tôi để tôi trồng lại hai cái răng khác thôi. Mà phải chi răng sứ titan cao cấp á tôi mới chịu á. Trồng lại chi cho mắc công, để sau này tôi vớt luôn nguyên một hàm, trồng lại luôn cho nó tiện. Có lẽ như cô ấy không được bình thường cho lắm. Xin lỗi anh Ly à, con phải bình tĩnh và kiềm chế lại. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con cũng phải nhớ mình là một người có giáo dục, hơn nữa con lại là phụ nữ. Con làm những cái điều này không thể nào chấp nhận được đâu con à. Chú ơi, chú ra ngoài tôi muốn nói chuyện một chút. Tôi đây à. Có chuyện gì? Dạ. Xin lỗi chú vì con gái tôi đã đã gây cho chú vô cái tình cảnh là thiếu răng như bây giờ. Tôi cũng không biết đền cho chú bao nhiêu là đủ. Với lại nói thiệt tôi cũng không đem theo nhiều tiền. Hay là chú hãy cầm lấy sợi dây chuyền này rồi hãy bỏ qua cho em nói nha chú. Sợi này cỡ một chỉ không? Dạ cỡ đó. Một chỉ chắc chỉ bọc răng nhựa thôi, chứ bọc titan sao đủ. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn dây dừa cho mấy đứa con gái đẹp mà khùng. Tôi bãi nại cho con gái bà đó. Nhớ về giáo dục nó đàng hoàng nha. Dạ cảm ơn chú nhiều lắm. Thôi vậy. Ăn đi em. Cảm ơn anh. Anh chỉ còn một đêm nay để được chăm sóc em thôi. Vậy em sẽ cố gắng, không để anh phải thất vọng đâu. Một lần cho mãi mãi nghe.
Ly, đứng lại. Cô đi đâu mà nhanh vậy? Bà bảo lãnh con để làm gì? Con có cần đâu. Nè, con đừng có ăn nói ngang ngược cái kiểu đó nghe chưa. Vì con mà dì Lan phải chịu mất một sợi dây chuyền kỷ niệm để đền cho gã đó đó, con thấy chưa? Thì sao? Bà tưởng tôi sẽ cảm động vì cái nghĩa cử đó chắc. Quên đi. Con. Anh à, thôi mà anh, con nó đang bị ức chế mà. Lâu rồi bà chưa đánh con, bà ngứa tay hả? Ly à, bây giờ con về nhà ngủ một giấc, sáng mai con sẽ quên hết mọi chuyện. Để dì kêu taxi cho con về nha. Thôi khỏi, cảm ơn bà, tôi tự về được. Còn sợi dây chuyền của bà yên tâm, tôi sẽ mua trả lại cho bà, không mất đâu mà lo. Ly, con ăn nói sức sực gì vậy hả Ly? Anh. À, gì? Chào ba. Siro nó sao rồi con? Dạ, bác sĩ nói nó bị viêm phổi rồi sốt. Mình mai là đưa vô sớm, nếu không là mệt rồi đó. Ba đã nói với con rồi mà con không chịu nghe. Mấy cái chuyện này ba kinh nghiệm dữ lắm. Hồi đó ba nuôi Khanh nè, Ly nè, Trang nè, nó nói nhiều lần mà con không chịu nghe. Con nít mà nghi ngờ cái chuyện gì phải đưa nó vô bệnh viện liền, chứ để lâu như vậy rất là nguy hiểm. Dạ. Nó không sao là mừng rồi con à. Rồi con đã gọi điện thoại cho anh Khanh nó biết chưa? Con có gọi rồi, nhưng mà cổ tắt máy. Thiệt là hết nói nổi mà. Anh Hai. Trời ơi, em làm anh hết hồn. Vậy mà anh tưởng chị Khanh em. Trời, anh đang giận chị mà cũng còn nhớ ghê ha. Tại lúc trước ở nhà chị em hay có hành động vậy. Không ngờ cũng có ngày vợ mình lại cắm sừng mình như vậy. Ủa cái anh Hoàng gì đó làm cho mình gì với chị Hai hả anh? Bình thường chị của em tính tình rất cứng rắn và đàng hoàng, vậy mà ai ngờ lại có chuyện này. Ác cái nữa là gã Hoàng là chồng sắp cưới của bạn thân cô ấy. Bỗng chốc anh và cô ta lại là nạn nhân của chính người thân yêu của mình. Em coi có quái quặm không? Mặc dù mới gặp lại chị Hai thôi, em cũng không hiểu rõ chị Hai lắm, nhưng mà em không nghĩ chị Hai là người phụ nữ lẳng lơ đâu anh. Vậy mới đau chứ. Hay là trong chuyện này có gì khúc mắc không? Anh điều tra thử xem. Em nói đúng, anh phải tìm gặp Châu để hỏi cho rõ ngọn ngành mới được. Em cũng đang tính tìm anh để hỏi một số vấn đề đây. Thực tình, em biết họ ngoại tình từ khi nào? Em đoán là đã có từ trước chuyến đi Đà Lạt rồi. Họ đã tư thông với nhau, và sự cố xảy ra với Ly chỉ là cái cớ để họ đi cùng nhau. Khanh có nói gì với anh không? Chưa nói gì hết. Tại vì anh vẫn còn đang chiến tranh lạnh với Khanh. Còn em thì sao? Hoàng đã khóc lóc van xin em tha thứ rồi phải không? Anh đừng có ngây thơ như vậy. Anh Hoàng là một người cao ngạo, ảnh thừa biết em cần ảnh hơn ảnh cần em, nên sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu có xin lỗi và vẫn tiếp tục tằng tiểu với người đàn bà khác thì cũng vô dụng. Cái em cần là anh Hoàng phải chấm dứt tuyệt đối mối quan hệ với Khanh. Nhưng hắn đã đồng ý rồi chứ? Ờ thì tất nhiên là rồi. Nhưng để chắc ăn, em cần sự hợp tác của anh. Mình đều là nạn nhân, nên phải có trách nhiệm giúp đỡ nhau để giữ gìn hạnh phúc của mỗi người. Nhưng mà anh giúp được gì cho em? Khanh đã nghỉ làm ở bệnh viện, đó là một điều tốt. Họ sẽ không có môi trường để gặp nhau hàng ngày nữa. Tuy nhiên, anh phải theo dõi thật sát mối quan hệ của Khanh. Đừng chủ quan cô ta tự giác mà lầm. Họ đã làm cho mình kinh ngạc một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Phải.
con mèo đã quen ăn Dũng một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Để khi nào Khanh về, anh sẽ bắt ký vào một bản cam kết ghi rõ mọi điều khoản ràng buộc như một bản hợp đồng vậy. Ủa, Khanh đi đâu mà chưa về? Anh cũng không biết. Khanh chỉ viết giấy để lại, nói là đi xa một hai ngày để tĩnh tâm sau vụ lâm sùng vừa rồi. Trời, Khanh đi khi nào vậy anh? Em sao vậy? Chẳng lẽ anh Hoàng cũng xách ba lô đi? Nói là đi đâu đó vài bữa để ổn định tinh thần. Chẳng lẽ sau vụ kia họ chưa sợ hay sao mà lại trốn đi cùng với nhau lần nữa? Chắc tối hôm qua nó mệt cho nên bây giờ nó vẫn còn. Không giúp được gì cho con, em cảm thấy áy náy quá anh à. Có gì đâu mà em phải áy náy. Cuộc đời mà, nó phải trải qua những sóng gió như vậy nó mới trưởng thành được em à. Thôi em đem cơm vô trong đó để cho nó, khi nào nó thức dậy thì nó ăn, rồi mình còn chuẩn bị đi vô thăm cháu nữa. Dạ. Nè, Siro, uống đi con, ngoan Siro, đi con. Siro, khỏe chưa con? Ngoan đi con, cô uống đi cho mau hết bệnh. Ba, mẹ đâu rồi? Sao con không thấy? Con nhớ mẹ quá à. Mẹ con. Đúng rồi. Bà Khanh đâu? Sáng giờ sao không thấy? Thì khuya hôm qua, Khanh có ca mổ khó nên phải trực lại bệnh viện. Trực, tối ngày chỉ biết lo trực à. Con người ta thì mới biết lo, còn con mình thì bỏ bê vậy đó hả? Làm mẹ có gì mà kỳ cục vậy? Thôi mà má, chỉ còn vài giờ nữa mình phải vĩnh biệt nhau rồi. Anh nước gì mình có thể tua ngược thời gian hết lần này tới lần khác, không phải chỉ một lần. Anh đã hứa phải làm đó. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được nhắn tin, gọi điện hay gặp em hết. Anh nhớ chưa? Giả dụ đôi khi gặp nhau trên đường, chúng ta cũng làm như không quen biết hay sao? Phải xóa hết mọi thứ về nhau thì chúng ta mới mong trở về với cuộc sống ban đầu được chứ. Thật là nghiệt ngã. Khi xuống bến, em và anh sẽ đi hai hướng ngược nhau, sẽ ngày càng xa nhau và cuối cùng là mất nhau. Vì vậy anh hãy trân trọng những giây phút cuối cùng này để không còn cảm thấy luyến tiếc gì về nhau nữa. Má. Gì? Dạ, chào chị. Chào chị. Chào anh. Siro nó sao rồi con? Dạ, cũng đỡ rồi ba. Nhưng mà phải nằm viện để cho người ta theo dõi. Xin giới thiệu với ba, đây là má con, còn đây là em gái của con. Còn giới thiệu với má, đây là... À, anh chị Xu chứ gì. Tôi có nghe cháu nói là anh chị Xu về rồi. Tính ghé qua nhà thăm anh chị Xu. Mà bữa giờ lu bu quá nên không có ghé qua thăm. Thôi sẵn tiện hôm nay gặp nhau ở đây rồi, coi như là thăm rồi đi ha. Rất hân hạnh được biết chị và cháu. Tôi cũng đã nghe Tùng kể sơ qua về chị rồi. Sáng nay vợ con trực ở bệnh viện chưa về hả ba? Chưa. À, quên vụ đó nữa. Nè anh làm ơn á, dạy lại con cái của mình đi ha. Sao ạ? Trời đất ơi,
Nó có con, bộ nó không có con sao? Mà con nó bị bệnh vậy nè, nó không biết lo. Nó đi lo mổ đẻ cho con người ta là sao vậy? Dạ, đó cũng chỉ là trường hợp đột xuất thôi, mong chị thông cảm cho. Nếu mà nó còn lần nữa, xin lỗi anh chị nha, tôi không để yên cho nó đâu. Anh nhớ giữ sức khỏe nha. Em cũng vậy nha. Cuộc tình còn nhiều lầm lỡ, cô níu kéo thân xác nghe ra. Cuộc tình còn nhiều lừa dối, có tiếc nuối nhưng phải xa nhau rồi. Cuộc tình đầu giờ chỉ là tình cuối, chỉ còn lại một mình tôi với tôi. Từng giọt lệ buồn trào dâng khóe môi, giờ biết trách ai người hỡi. Lần này và rồi lần nữa, em quay về đây mong thứ tha lỗi lầm. Lần này và còn nhiều lần nữa, dẫu có trách móc em vẫn đi âm thầm. Còn chờ người hoài và còn chờ mãi, đợi chờ một ngày được trông thấy ai. Giờ cuộc tình mình vì sao chóng phai, lòng đã yêu ai, anh mãi yêu hoài. Ngày xưa bên anh em yêu thương nói, chỉ mình anh thôi em không đổi thay. Cuộc tình đôi ta như mây và khói, tình buồn như mưa rơi sang ngập lối. Ngày em ra đi quên câu từ giã, để lại cho anh cô đơn xót xa. Cuộc tình trao anh bao nhiêu nghiệt ngã, trọn đời anh luôn yêu em thiết tha. Lý, Lý, Lý. Trời ơi, tại sao em lại uống thuốc an thần này hả? Cái gì? Em có biết là nó có hại lắm không hả? Em uống bao nhiêu lần rồi hả Lý? Lý, mới có mấy viên à, không sao đâu. Trời ơi, em có biết là uống cái loại thuốc an thần này vô nó sẽ có tác dụng phụ nguy hiểm lắm không? Nghe chị nói nè, nó sẽ gây trầm cảm hoặc vô sinh. Em uống như vậy lắm hả? Rồi mà không uống nữa, em bị mất ngủ nên kiếm cái gì uống cho dễ ngủ mà. Thì thôi được rồi, chị sẽ lấy một loại thuốc thảo mộc cho em uống. Nhưng mà tuyệt đối không được dùng tân dược nữa, hiểu không? Chị biết là em rất khó khăn để trải qua cú sốc này, nhưng mà từ từ đi rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Bác sĩ đã nói gì với chị chưa? Rồi. Em không ngờ có ngày mình lại đi phá thai. Em cảm thấy có lỗi với đứa con của mình quá. Chị chỉ mong á, làm đừng mắc phải sai lầm như vậy nữa. Nhưng mà việc phá thai sẽ không ảnh hưởng gì đến khả năng sinh nở sau này của em, đúng không chị hai? Ừ, không sao đâu, em đừng có lo. Em cũng đã biết chuyện của chị rồi. Hồi ở Đà Lạt, em cũng đã nghi là có chuyện gì đó giữa ông Hoàng và chị rồi. Thật ra mọi chuyện không như em thấy đâu. Chị với ảnh á, chỉ đơn giản là... Em có phản đối đâu mà chị phải mất công giải thích làm gì. Em thấy chị với ông Tùng sống không có hạnh phúc thì sống làm gì. Bây giờ chị còn trẻ, hãy mạnh dạn đến với người mình yêu đi. Không dễ gì để tìm được một tình yêu thật sự đâu. Em đừng có nói bậy. Chị phải có trách nhiệm lo cho Siro nữa. Chị không muốn nó chịu cảnh tan đàn xẻ nghé như chị em mình hồi xưa. Thì em chỉ nói vậy thôi. Quyết định ra sao là tùy chị.
Cô yên tâm đi, ba nghĩ anh Siro không sao đâu. Ba, gì? Con về hồi nào vậy? Dạ, con mới về thôi. Sao cô không đi luôn đi? Cô giác mặt về đây làm gì nữa? Anh đừng có gây sự với tôi nữa được không? Cô đúng là tán tận lương tâm mà. Con thì đang cấp cứu, còn cô á thì bỏ nhà đi đú đợn với trai. Anh nói cái gì vậy? Ba, hôm qua con đi rồi thì bé Siro nó bị sốt, đưa nó vô trong bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói là nó bị viêm phổi. Bệnh viện nào vậy ba? Nó có bị làm sao không? Cũng đỡ rồi, nhưng mà phải nằm thêm vài ngày để tiện theo dõi. Con phải vô bệnh viện thăm ngay bây giờ. Có phải nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 1 không ba? Má chồng với em gái chồng con đang ở trong đó. Ba nghĩ là chút nữa con hãy vô. Ba thấy là hình như họ có vẻ không hài lòng về con lắm đó. Kệ họ đi, con của con thì con phải lo chứ. Hồi nãy thằng Tùng nó nói con đi với trai là sao? Không lẽ con lại tiếp tục đi với cậu Hoàng nữa hả? Trời, ba đừng có nghe ảnh. Anh nói bậy bạ đó. Nếu cô không coi tôi ra gì thì tôi cũng không cần cô nữa. Chỉ cần ký vô đây là cô sẽ được giải thoát, không cần phải lén lút tằng tiệu với hắn nữa. Anh làm sao vậy? Anh có bị mất trí không? Không, tôi đang rất sáng suốt. Tôi mới nhận ra bản chất thật của con người cô. Tôi nói cho cô biết, cô không cần phải đến thăm Siro nữa, vì cô không xứng đáng là mẹ của nó. Anh thằng này nó đang làm gì vậy? Trời ơi, Tùng, Tùng, Tùng! Em tới khi nào vậy? Anh nói đi 2-3 ngày mà, sao về sớm vậy? Em không cần phải tới đây chăm sóc cho anh đâu, anh tự làm được mà. Em đã mất quyền chăm lo cho anh từ khi nào vậy? Từ khi Khanh xuất hiện hả? Em đừng có nói như vậy. Anh lừa dối em hết lần này tới lần khác mà anh còn nói như vậy được sao? Anh thật là tàn nhẫn. Tha cho anh đi, anh mệt lắm rồi em à. Anh ác lắm anh biết không? Em đã hết lời cầu xin anh như vậy mà anh vẫn còn nói dối em để đi hú hí với Khanh, hết lần này tới lần khác được sao? Em đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Đừng làm như em không biết. Khanh nó cũng bỏ đi cùng lúc với anh. Hai người đều tắt điện thoại như nhau. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp hy hữu như vậy sao? Em phải làm gì để níu kéo anh trở về hả? Anh nói đi. Anh nói đi chứ. Em không thể nào tiếp tục sống trong đau khổ như vậy được. Anh xin lỗi. Anh đến với Khanh lần này là lần cuối cùng. Anh sẽ không bao giờ gặp Khanh nữa đâu. Anh có chắc như vậy không? Chắc. Nếu anh vẫn tiếp tục quay lại với Khanh thì sao? Lúc đó thì tùy em quyết định đi. Mọi thứ trôi qua hết rồi em à. Anh sẽ không bao giờ để cho em buồn nữa đâu. Anh thừa biết là nếu không có anh thì em sống làm gì nữa. Những tổn thương này của em bao giờ mới lành được đây? Em đã phải nỗ lực rất nhiều để bảo vệ anh trước mặt ba em. Em còn phải nỗ lực thêm bao nhiêu lần nữa để anh hiểu rằng em không thể mất anh được. Anh xin lỗi, chuyện này đã kết thúc rồi. Anh sẽ cố để xoa dịu nỗi đau của em. Con hãy cho vợ con một cơ hội. Bà có thấy cổ đối xử với con tệ ghê chưa? Chuyện trước á thì chưa xong, giờ còn dám làm theo chuyện này nữa. Vậy sao con chịu thấu chứ? Chuyện gì con cũng phải bình tĩnh để mà giải quyết. Hơn nữa hai đứa con cũng đã lớn rồi. Nếu mà con cứ khăng khăng đòi ly dị như vậy thì tương lai của ông Siro sẽ ra sao đây? Đừng lặp lại với xe đổ của ba con à.
Không có một người cha người mẹ nào muốn sống xa con cái của mình đâu con. Đau lòng lắm. Bà nói cho con biết, một mái ấm khi mà đã đổ vỡ rồi thì không cách nào để hàn gắn nó hết. Tốt nhất là con hãy nghe lời của ba, đừng để chuyện đó xảy ra. Nếu lỡ nó xảy ra rồi, sau này có hối hận cũng sẽ muộn lắm rồi đó con. Con sẽ nghe lời ba. Con sẽ cho Khanh một cơ hội. Chuyến đi vừa rồi đã kết thúc tất cả mọi chuyện. Sau này sẽ không ai vướng bận ai hết. Mắc cười quá. Ngoại tình còn bày đặt đi liên quan tổng kết. Em nghĩ cho đến giờ phút này em vẫn chưa làm gì có lỗi với anh hết. Nhưng nếu anh muốn ly dị thì em cũng chấp nhận. Và em sẽ giữ quyền nuôi Siro. Cô trơ trẽn quá. Cô đi ngoại tình cho đã, rồi về vũ tôi ly dị với cô, để cô tung tăng sống công khai với tên Hoàng đó hả? Em đã nói là em không có mong mình sẽ ly dị, nhưng đó chỉ là giải pháp cuối cùng. Nếu như anh không thể chấp nhận và tha thứ cho em. Điều quan trọng nhất tôi muốn hỏi cô là tại sao cô đi ngoại tình với chồng sắp cưới của bạn cô hả? Đó chỉ là một giây phút dao động nhất thời thôi. Được rồi, tôi hỏi cô, vậy cô có yêu hắn không? Không. Vậy cô có yêu tôi không? Có. Vậy thì tại sao cô lại dao động với hắn, trong khi hai người mới gặp nhau mà? Đó là một bí mật mà em không thể chia sẻ với ai được. Vậy thì tôi cũng không thể chia sẻ vợ mình cho ai được, em hiểu không? Được, tôi sẽ tha thứ cho em. Tôi sẽ giữ thể diện cho em. Dạ. Và tôi sẽ cố tiếp tục xem em là một người vợ đức hạnh. Có lẽ nói gì thì nói, có lẽ tôi sẽ mất một thời gian rất dài nữa. Tôi rất đau khi bị một cú đá của em với Tây Hoàng. Anh không phải là bác sĩ không? Bác sĩ gì mà ác quá vậy? Còn chuyện này nữa, má. Siro, Siro, mẹ về rồi nè. Mẹ xin lỗi, không bao giờ mẹ bỏ con mà đi như vậy nữa đâu. Mẹ đừng có bỏ con nữa nghe mẹ. Con sợ lắm. Trời ơi, nói nghe xót xa không? Đợi nhỏ sắp sửa xuất viện á mới giác cái xác tới. Vợ con đang mệt, má đừng có cào nhào nữa được không má? Ủa sao vậy? Mỗi lần tao nói tới vợ mày là mày bênh sao vậy? Má thì chỉ có một, còn vợ thay bao nhiêu mà chẳng được. Mày đừng có lý sự nữa, im miệng cho tao nhờ được không? Mệt ghê.
Con ngồi xuống đây ăn cơm luôn ha. Để dì lấy chén cho con nha. Thôi khỏi. Con thấy trong người con sao rồi? Có đỡ chưa? Cũng đỡ rồi ba. Sao dì Út không vô bệnh viện thăm con? Dì Út cũng bị bệnh nên Siro thông cảm cho dì nha. Dạ. Siro nè, từ bây giờ con gọi dì Út là dì ba, còn dì mới là dì Út nè. Thôi, kêu vậy rắc rối khó nhớ lắm. Cứ kêu như cũ được rồi. Không được. Đã là người nhà thì không thể phân biệt đối xử như vậy được. Từ giờ trở đi á, Siro phải gọi dì Út là dì ba, còn dì Trang là dì Út nha con. Dù sao Trang cũng là con của ba, thì cũng là chị em với chị em mình mà. Sao cũng được. Hay quá. Vậy là bữa cơm đầu tiên của gia đình mình có đầy đủ mặt mọi người luôn ba ha. Chị ba, em cũng mong chị đừng quá khắt khe với mẹ và em, mà hãy đón nhận mẹ và em như những người ruột thịt trong gia đình mình, được không chị? Ngày mai em sẽ xin về công ty khác. Có thể là không làm copywriter nữa, mà sẽ làm biên tập viên. Vậy cũng tốt, có việc làm cho khuây khỏa đầu óc. Dạ thưa ba, con xin phép ba kể từ ngày mai cho vợ chồng con dọn về nhà má con ở. Cái gì? Sao lại vậy được? Dạ, từ bấy lâu nay vợ chồng con đã có ý định này rồi, nhưng không thể được vì không có ai ở lại để trông chừng Ly. Hôm nay đã có ba với dì với em Trang về đây rồi thì con có thể yên tâm. Chị hai, chị không thể bỏ rơi em được. Chị hai, ba mẹ và em vừa mới dọn về đây sống, mà giờ chị dọn đi là sao? Thưa ba, đây là quyết định rất khó khăn, nhưng con xin ba cho phép vợ chồng con dọn về nhà má con ở. Ba cũng biết là con ở rể 10 năm rồi, vả lại má con cứ cằn nhằn con hoài, riết rồi con chịu không nổi. Khanh, ý con sao? Sao con không chịu nói gì hết vậy? Chị hai, chị đừng có đi. Hay là vài ba tháng nữa chị đi cũng được mà. Con không còn sự lựa chọn nào khác. Đã đến lúc con phải thực hiện bổn phận của cô con dâu đúng nghĩa. Có phải ông Tùng lợi dụng chuyện đó để sai khiến chị phải không? Không ai có thể sai khiến chị được. Chẳng qua là chị thấy mình có lỗi, cho nên muốn có cơ hội để sửa sai thôi. Nhưng bên nhà ông Tùng đâu biết vụ đó. Chính vì không biết, cho nên chị mới phải nhún nhường để mua sự kính tiếng của ảnh. Còn nếu không thì sao? Thì Siro sẽ lớn lên không có cha, hoặc là không có mẹ. Em có muốn như vậy không? Chị đi rồi á, sẽ không có ai dạy dỗ hay chỉnh lại em nữa đâu. Ba thì còn mang nặng mặc cảm, cho nên cũng rất khó để dạy dỗ em. Ca Di Lan cũng vậy. Cho nên á, em phải ý thức được là phải sống hòa đồng với mọi người. Chị đã biết cái chuyện á, em đánh gãy răng người ta rồi đó. Chị mong đây là hành động nông nổi cuối cùng của em để khép lại giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Chị hai, chị mà đi rồi em sẽ nhớ chị lắm. Vì hai chị em mình từ nhỏ tới lớn làm gì cũng có nhau hết. Biết sao được, ngày này trước sau gì cũng tới thôi mà. Như vậy thà đừng gặp lại ba có phải hay hơn không? Đừng có nói bậy. Ba lớn tuổi rồi, không có sống với chị em mình được bao lâu nữa đâu. Em cố mà hiểu thảo với ba đi, và chấp nhận dì Lan với em Trang như người một nhà đi em. Bởi vì nếu hận thù của chồng chất hận thù như vậy thì biết chừng nào mới quá giải xong á em. Nếu như không có ba thì chắc chắn sẽ không có chị em mình. Em đừng quên điều đó. Nam mô Bất Phật, Nam mô phù hộ cho con bán được cái lô đất này. Má làm gì vậy? Má đốt nhang gì mà khó nghi ngút vậy?
ông thầy mới chỉ má cách này nè, để xua đuổi tà ma âm binh đó. Trời đất ơi, má cứ mê tín gì đó vậy hoài, vợ chồng con không về đây luôn á. Thôi thôi được rồi, để má đem ra ngoài sân má cắm nha. Vô đi vô đi. Ba ơi, bà nội già rồi, còn ham chơi hả ba? Đúng rồi, bà nội dù già nhưng mà tâm hồn còn nhí nhảnh, hồn nhiên như trẻ con vậy đó. Cứ gì? Ủa anh hai, dọn về rồi hả? Con chào cô Út. Chào con. Ủa, hai đứa đứng đây làm chi vậy? Đem đồ vô đi. Giỏi quá. Vô phòng em. Nè cái coi, Út nặng nè. Ê, vô. Thương má con đi. Thương Siro nè. Siro, qua đây bà biểu coi. Qua bà biểu kìa con. Chà, cô có nội khỏe rồi phải không? À, để bà cho con cái này nè. Kẹo hả nội? Không phải kẹo. Cái gì vậy má? Kẹo hả nội? Bồ hả? Mày làm gì la lớn dữ vậy hả mày? Trời má. Nè nè, con uống hết chén bồ này đi, bảo đảm là con sẽ không bị bệnh gì nữa hết á. Uống. Uống. Má, mày im đi để tao cho nó uống. Trời má. Uống đi con. Má. Trời ơi. Trời, cái này là cái gì vậy má? Bồ đó. Trời, má muốn giết Siro hay sao mà cho nó uống ba cái thứ bồ ngải này? Má là bà nội, chẳng lẽ má muốn giết cháu đó tôn của má hả? Nhưng mà cái này nó... Con có biết là má tốn biết bao nhiêu công sức á mới lấy được cái lá bùa này nè, trị hết bệnh á. Nếu mà con không tin á, để má cho cháu uống đi rồi con tin liền à. Đưa đây. Con lại má, thời bữa bây giờ mà má mê ba cái tính gì đoan như vậy á, có ngày á con mang nó thọp cổ má đó. Tao tin kệ cha tao. Má, nếu như từ rày về sau á má muốn cho Siro ăn uống cái gì á thì má nên nói cho con biết, dù sao con cũng là bác sĩ, con biết cái gì nên hay là không nên. Nội ơi, bữa tối á, con qua nhà nội á, con thấy cái đèn xanh đèn đỏ đó, con sợ quá à. Má, nó đang nói mấy cái đèn bàn thờ của má nữa, con nhìn còn sợ nó, huống chi là Siro. Hay quá ha. Nè, tụi bé đừng có hồ nha mà ăn hiếp tao nghe chưa. Phải để cho tao tự do thờ thần linh của tao chứ. Tội, bây giờ con đói quá rồi, má xuống nấu cơm đi. Mày kêu tao nấu hả? Xuống nấu cơm. Má có kêu lộn người không vậy? Còn cái trứng đũa còn không xong nữa, má kêu nấu cơm. À quên, bây giờ có con dâu rồi, chuyện nhà cửa bếp núc trong nhà má nhường hết cho con á. Dạ. Ý, có cá trê kho nè má. Gì vậy? Tanh quá. Trời ơi, má thử đi, tanh quá. Tanh quá. Cô có biết nấu ăn không vậy? Cô á là phải biết cạo hết lớp mặt đen trong bụng cá, rồi chà với bối hộp mới ăn được, hiểu chưa? Trời đất ơi, canh thì ngọt quá. Má đang bị tiểu đường, chị nấu ăn vậy á chẳng khác nào chị giết má rồi chị Khanh. Nè, mang thử đi. Đưa đây coi. Ngọt quá. Tôi ăn uống rất là chỉnh chu, không có chuyện qua loa được. Đi nêm lại món canh đi. Trời ơi, như vậy làm sao mà ăn nổi. Má, má khó quá. Ăn để sống chứ đâu phải sống để ăn đâu. Không được, làm cái gì á là phải làm đàng hoàng, không phải là cứ qua loa. Nè, mày không có nghe ông bà nói hả? Dạy con á từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Phương, nếm thử. Đỡ ngọt rồi đó. Vậy thì bây giờ ăn được chưa? Con đói dữ lắm rồi. Ăn đi, ăn đi. Mẹ, tại sao mẹ không ăn? Sao không ăn đi, còn ngồi đó nữa.
Em mệt, em ăn không nổi. Một chút á, ăn xong rồi dọn dẹp hết, rửa chén bát, rồi lau nhà luôn nha Khanh. Dạ. Cô lau nhà xong chưa? Đừng có hỏi, anh ra mà kiểm tra. Trời ơi, anh nói với chồng vậy hả? Anh đừng có quá đáng như vậy được không? Nếu như anh còn cay cú chuyện kia thì cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ ký đơn ly dị với anh. Mới làm dâu nhà chồng có một ngày, nản muốn bỏ cuộc hả? Cái này là tôi cho cô cơ hội để lấy điểm lại, biết không? Thôi, thôi, đi tắm mấy coi. Công nhận nha, về nhà của mình tự nhiên thấy sảng khoái sung sướng dễ sợ luôn. Cuộc tình còn nhiều lầm lỡ, cô níu kéo thân xác nghe dạ dời. Cuộc tình còn nhiều lừa dối, có tiếc nuối nhưng phải xa nhau rồi. Cuộc tình đầu giờ chỉ là tình cuối, chỉ còn lại một mình tôi với tôi. Từng giọt lệ buồn trào dâng khóe môi, giờ biết trách ai người hỡi. Lần này và rồi lần nữa, em quay về đây mong thứ tha lỗi lầm. Lần này và còn nhiều lần nữa, dẫu có trách móc em vẫn đi ở.